vườn nó đang bị hiện tượng là bị xì mú kèm theo có mọt. À, nếu như vườn không phát hiện sớm là chết cây là nó rất là bình thường, rất là dễ bị chết cây. Mình sẽ trộn trên vôi, mình sẽ trộn với tỷ lệ 1:1 nha. Nó phải đặc, nó phải thật sự đặc nha. Cạo vừa đủ để mà quét, cạo loan rộng quá là cây bị tổn thương. Nhưng mà cũng không được cạo ít quá, cạo ít quá thì bôi nó không thấm. Còn những cái cây như thế này á, ngoài việc bôi ra chúng ta sẽ phun và tưới gốc để đảm bảo là bộ rễ nó khỏe và nó không bị xì mú nữa ha. À, chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Hữu cơ Ba Tốt. Hiện tại là Lận đang ở Đắc Ngo của Tuy Đức. Vườn này là vườn của anh Trinh, đã có nhiều clip về vườn anh Trinh rồi. Hiện tại tới thăm vườn anh Trinh lần này thì vườn nó đang bị hiện tượng là bị xì mú kèm theo có mọt. Vấn đề mà xì mú kèm theo có mọt là bà con là cũng gặp nhiều rồi. Có nhiều vườn không phát hiện sớm là chết cây là nó rất là bình thường, rất là dễ bị chết cây. Thì bây giờ Luận sẽ hướng dẫn bà con cách xử lý cái vấn đề là nó bị xì mú, nó xì mú và có kèm theo có mọt. Rồi bây giờ là tiến hành pha ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần có là để mà bôi xì mú là sẽ có một hộp quét sạch rong tinh vôi và một chai thuốc sâu có hoạt tính xông hơi. Chai thuốc sâu có hoạt tính xông hơi để mình tiến hành mình trộn chung với quét sạch rong và tinh vôi để mà bị xì mú, kết hợp là có thêm mọt bộ này. Ok, tiến hành mình sẽ pha rồi bôi. Bây giờ mình sẽ trộn cái tinh vôi này. Mình sẽ trộn với tỷ lệ 1:1 nha. Cho tinh vôi vào. Thuốc sâu có hợp tính xông hơi nha. Mình cho nó vào. Nó hôi ác lắm. Chưa giờ thấy sủi bọt rồi. Mình sẽ pha theo tỷ lệ là khoảng 50 đến 100 gram quét sạch rong cộng với khoảng 100 gram tinh vôi và khoảng 50 đến 100 ml thuốc trừ sâu xông hơi ha. Nó sẽ ra một cái hỗn hợp đặc quánh màu xanh, màu xanh xanh đồng. Mình sẽ quậy lên. Nó phải đặc, nó phải thật sự đặc nha. Để mình khi mình bôi lên á, tại vì thường xì mú là nó sẽ ở trong mùa mưa đúng không anh? Đúng rồi. Mùa mưa nó mới bị, thì mình pha đặc để anh chị, mình pha đặc để mình bôi lên là nó không bị trôi, nó không trôi. Chứ mưa một hai cơn là nó trôi ngay. Hiện tại là nó hơi bị đặc nè, đặc quá thì mình lại thêm một ít thuốc thứ sau vào. Trời, nó đặc như súp rồi. Okay, bây giờ mình có hỗn hợp, bây giờ bắt đầu là mình sẽ cạo cái bằng xì mú ra. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị một cái dao cạo như thế này nè. Bà con nên mua cái dao cạo này khoảng 20-30 nghìn một cái thôi, nó rất là rẻ ha. Để mình tiến hành cạo. Bây giờ mình cạo, mình không chỉ cạo xương cái phần ấy đâu, mình chịu khó mình cạo hơi khoét hơi sâu vào một chút. Thấy có những cái vết mọt đục rồi nè. Cạo để nó thấm. Cạo vừa đủ để mình quét. Cạo loan rộng quá là cây bị tổn thương. Nhưng mà cũng không được cạo ít quá, cạo ít quá thì bôi nó không thấm. Cái này là mình sẽ quét liên tục ha, ngày hai ngày cái anh quét lại, ngày hai ngày cái là phải quét lại. Các anh thấy cái lỗ mọt đục không? Mình có thấy cái lỗ mọt đục không? Cái này anh nè, nó đen xì à. Hiện tượng này là cho Đắk Nông hiện tại là nó đang bị rất là nhiều. Dạ đúng rồi, mưa là nó sẽ bị. Rồi ok, đủ rồi. Cạo nhiều quá nó hết da nó chết ấy. Dạ. Rồi. Sau khi mình cạo xong rồi đúng không? Thì giờ mình lấy cái hỗn hợp dung dịch lúc nãy mình mới pha đây. Đó, dùng cái cọ quét
này thuốc à. Đó. Bôi lên. Bôi như là sơn. Sơn tường vậy. Sau khi mình quét xong như thế này á thì tầm vài tiếng đồng hồ sau là bắt đầu là cái thuốc này nó sẽ khô đi, nó đóng thành một cái lớp tinh vôi, nó sẽ đóng vai trò là cái lớp kích dính để nó làm cho cái thuốc mình nó bám chặt hơn ở trên cái vết thương, cái vết mình cạo ra rồi đó. Thì tầm 2-3 ngày sau mình tiến hành, mình sẽ bôi liên tục như vậy, bôi lên cho đến khi cảm thấy vết thương nó không còn bị xì mũ, nó không bị ứa nước ra nữa thì ok. Còn đối với những cái cành nào nó bị quá nặng đi, nó bị quá nặng thì mình yêu cầu mình phải cạo nhiều ra, mình phải cạo rộng ra đến khi mà nó hết cái vết màu đen đó thì mình tiến hành mình bôi liền vết thương mà nó không còn vết bệnh nữa, bôi đến khi nào mà nó lành thì thôi. Còn những cái cây như thế này á, ngoài việc bôi ra chúng ta sẽ phun và tưới gốc để đảm bảo là bộ rễ nó khỏe và nó không bị xì mú nữa. Tại vì trong mùa mưa á, thì cái vấn đề nấm bệnh nó phát triển rất là mạnh. Những cây sầu riêng mà nó yếu, sinh lý cây nó không đảm bảo sức khỏe của cây á, thì nó sẽ bị nấm bệnh tấn công giống như cơ thể của người vậy đó. Thì lúc này chúng ta tiến hành là phun phòng tưới bệnh gốc, và đối với những cây đang bệnh thì chúng ta sẽ cạo bôi chét để mà mình làm những phương pháp nó toàn diện hơn để cái cây mình nó khỏe nhanh hơn ha. Rồi chúc bà con thành công hơn.